Xin chào, chào mừng quý khách đã quay lại trên kênh Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai. Hướng Mai xin được gửi niệm lành, lời biết ơn, lời chúc sức khỏe tới toàn thể gia đình quý khách. Một năm mới an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, một năm thành công và hạnh phúc. Hôm nay Hướng Mai xin được giới thiệu một chiếc đồng hồ vô cùng là to đẹp của công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai, được đặt tại tầng 7. Đây là một chiếc đồng hồ rất là to. Bình thường thì các cái mẫu đồng hồ nhỏ nhỏ xinh xinh thì của Hương Mai rất là nhiều, nhưng mà đồng hồ này là một trong những cái đồng hồ mà to nhất từ trước đến nay. Và đến hiện nay thì nó vẫn rất là đẹp, được làm bằng gỗ mun của Lào, và máy thì cơ của Đức. Và cái tiếng chuông của nó thì quý khách có đang nghe tiếng chuông không? Tiếng chuông nó rất là hay, nó như là tiếng chuông thiền, nó như là tiếng chuông chùa, nó như là tiếng chuông của nhà thờ, nó làm cho cái tâm của mình nó tĩnh lặng. Hương Mai vừa tham dự được một khóa thiền Vipassana ở chùa Lục Uyển, thì thỉnh thoảng có những cái tiếng chuông, và mỗi khi mà có tiếng chuông là mọi người sẽ đang làm bất cứ việc gì thì cũng dừng lại để đợi tiếng chuông qua đi rồi thì mới bắt đầu tiếp tục làm cái công việc đấy. Thế Hương Mai cũng về nói chuyện với mọi người là mỗi khi mà tiếng đồng hồ kêu thì mình sẽ dừng lại, đang làm việc gì đấy cũng hãy dừng lại để lắng nghe, để cảm nhận được cái âm thanh vi diệu của nó. Và sau khi mà hết rồi thì mình sẽ đi làm việc. Như thế cũng để làm cho cái tâm của mình nó tĩnh lặng hơn, với lại mình sẽ chiêm nghiệm về cái cuộc sống cũng như là cuộc đời. Nó không cần phải là vội vã, không cần ồn ào, mà vẫn có những cái khoảng lặng để cho mình tĩnh tâm lại, rất là tốt. Và đây là một trong những cái đồng hồ mà Hương Mai thấy là nó quý giá nhất của công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hương Mai. Nó rất là to nhưng nó rất là đẹp và nó rất là giá trị. Và nhà quý khách mà to mà có cái phòng VIP xịn đẹp thì hãy mua cái đồng hồ này kê vào trong nhà, nó rất là đẹp. Một ngày mới, Hương Mai xin được kính chúc toàn thể gia đình quý khách có được chữ Đức. Hương Mai xin được tặng toàn thể gia đình quý khách một chữ Đức. Người trồng cây hạnh người chơi, ta trồng cây Đức để đời mai sau. Một cái câu thơ rất là hay mà trong khóa thiền Vipassana sư thầy đã hỏi là mọi người định nghĩa chữ Đức là như thế nào, và Hương Mai xin gửi tặng toàn thể quý khách đang xem trên kênh Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hương Mai chữ Đức. Chúc quý khách một năm mới có nhiều thành công, nhiều sức khỏe, và có được đức đức hạnh để muôn đời cho con cháu mai sau. Kính chúc quý khách thành công, an khang thịnh vượng, sức khỏe dồi dào, một năm mới luôn luôn gặp được nhiều niềm vui. Xin chào, xin cảm ơn.